Chào cả nhà, hôm nay ra thăm vườn, mình thấy những cái trái cherry Suriname chín đỏ mọng rất là đẹp, nên là mình quay video chia sẻ lại cho mọi người cùng coi cho vui. Thì đây mọi người thấy không? Đó, nó đỏ mọng luôn ha, nhìn rất là xinh xắn. Đây là dòng cherry Suriname trái đỏ nha mọi người. Hôm nay trái chín rất là nhiều, mà đặc biệt cái đợt này trái to lắm cả nhà. Chắc là do mình tưới nước đầy đủ, thì cái cây này nó dễ lắm. Mình tưới nước, khi mà nó có trái tưới nước nhiều thì trái nó rất là to mọng ha. Chăm sóc mà kỹ thì trái nó to lắm nha cả nhà, nó to gấp đôi trái suri mình luôn á. Nhìn cái hình dạng nó thì giống trái suri Việt Nam mình ha, nhưng mà trái thì nó to hơn trái cherry Việt Nam mình, to gấp đôi luôn cả nhà. Đây, hái được mấy trái, nhiều lắm cả nhà, nhưng mà có mấy trái này nó nhìn nó mướt, nó đẹp, nó mập nè. Ra trái nhà vườn nhiều lắm, nên thử ra cứ trái nào mà đẹp mà ngon nhất thì mình hái ha, còn trái nào xấu xấu là mình bỏ đó. Mọi người nhìn thấy mê không? Thì có ai tìm hiểu về dòng cherry Suriname á, mình có chia sẻ rồi ha. Thì trong trái cherry Suriname này rất là nhiều vitamin, rất là tốt cho sức khỏe. Và một điều nữa là cây có trái quanh năm nha cả nhà. Trái thì mọi người thấy rồi đó, nhìn rất là sặc sỡ, xinh xắn. Cây này nó dễ có trái còn hơn cái trái sori Việt Nam mình nha. Mình trồng cái cây sori Việt Nam vậy mà trái nó ít hơn cái cây cherry Suriname này á, làm như hợp với khí hậu Việt Nam chúng ta đó, nó ra trái quanh năm luôn, không có cần bón phân gì nhiều hết, mà cây lúc nào cũng ra rất là nhiều trái ha. Mà ra hoa là đậu trái là rất là dễ nha cả nhà. Đó, nhìn trái rất là đỏ mọng, rất là đẹp. Trái này chín mọng luôn ha, để mình ăn thử cái vị nó ngọt không nha cả nhà. Thường thì mình ăn những trái mà chín mọng như vậy ha thì nó rất là ngọt đó, nó ngọt tới 99% luôn, nó ngọt lắm nha cả nhà. Còn hở mà trái mà nó chưa chín mọng á, thì nó hơi xíu vị chua, tùy ha, mọi người thích ăn chua thì ương ương là mình hái, còn muốn ăn chín ngọt á, thì mọi người để chín mọng ăn rất là ngọt nha. Rồi hôm nay chia sẻ chút xíu cho mọi người coi cho vui. Nếu ai thích những cây cherry này có thể liên hệ với số điện thoại ở trên video ha, để biết thông tin gì giá cả về cái giống cây này.